đến với kênh Người kể chuyện Hôm nay chúng ta lại đến với một tác phẩm Trong loa ký sự đàn bà Của tác giả Bùi Ngọc Phúc Với nhan đề Đàn bà tuổi 80 Làng văn xá lại vào hội Khiến cho không khí rộn ràng ở tất cả các thôn Đường làng ngõ xóm bình thường vốn yên lặng là vậy Nhưng mấy ngày hôm nay lúc nào cũng tấp nập người đi lại. Có những người làm ăn xa mãi tận Sài Gòn, Bình Dương hay Lâm Đồng, cũng thu xếp, bay ra gặp gỡ họ hàng, người thân. Cụ rượu mồm bòm bèm nhai trầu, còn tay chống gậy trúc, đi từ đình làng về nhà. Trên đường đi, cụ luôn mỉm cười đáp lại tất cả lời chào hỏi của bà con. Tiếng hát trèo được phát đi từ hệ thống loa, khiến bà cụ nhớ lại hồi còn trẻ ngày đó không có loa như bây giờ nhưng mọi người hễ nghe thấy tiếng trống trèo là tạm gác việc đồng áng để ra sân đình xem diễn hội làng ngày trước cũng là dịp cho những đôi trai gái có tình ý với nhau có dịp gần gũi nhiều khi tranh thủ lúc chen vai thích cánh ở chỗ đông người người con trai cầm vội tay người con gái ngày đó các cô gái được bạn trai cầm tay vừa thẹn thùng lại vừa thích tuy vậy hai bàn tay chỉ cầm nhau được vài phút đã vội buông ra kèo người làng dị nghị có những đôi trai gái sau này vì nhiều hoàn cảnh không đến được với nhau nhưng cảm giác khi được nắm bàn tay người mình thương vẫn theo họ suốt cuộc đời cụ diệu vừa về đến ngõ dù chưa bước vào nhà nhưng ánh mắt cụ đã lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy con xe ô tô màu đỏ quen thuộc đỗ ngay bờ rào đây là xe giám đốc hậu người con gái lớn của cụ. Nhìn thấy con gái đang đứng ngắm mấy cây ăn quả trong vườn, cụ Diệu ân cần hỏi. Sao con về mà không gọi điện báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước? Bây giờ cũng muộn rồi, chỉ có khoanh giò và đĩa xôi lộc thôi. Con ăn tạm nhé. Hậu chào mẹ, nhưng không vào gian từ đường. Thoáng chút lưỡng lự như định nói điều gì, cô ngồi xuống bậc thềm đợi mẹ mình mang đĩa xôi và khoanh giò đặt lên mặt bàn uống nước. Sau đó, cô mời mẹ mình ra ngoài hiên ngồi cho thoáng. Nhà vốn neo người, nên sự có mặt của con gái khiến cụ rượu phấn chấn hẳn. Cụ bưng một đĩa nho ra cho con gái thưởng thức. Trong mắt cụ rượu, cô con gái vẫn luôn cần sự chăm sóc như ngày nào. Mặc dù thời gian trôi qua, bây giờ hậu đã ngoài năm mươi, và có cháu gọi bằng bà ngoại được vài năm rồi sau một vài câu chuyện như thường lệ hậu bất chợt nói nhỏ giọng như thăm dò bố dạo này yếu lắm rồi hồi đầu năm con có đi xem bói chỗ mấy nơi rất nổi tiếng các thầy đều nói chưa chắc năm nay bố qua được kiếp nạn này thôi mẹ hãy mờ lòng mình vì bố chỉ có ước nguyện được quay về đây nếu có nhắm mắt xuôi tay, bố cũng ước muốn được nằm bên cạnh ông bà tổ tiên ở nghĩa trang của làng mình. Cụ Diệu nghe con gái nói xong, liền thở hắt ra. Cụ khó nhọc đứng lên, cầm ca thóc vãi ra sân cho đàn gà đang bới đất ở trong vườn. Niềm vui được gặp con gái bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ưu tư không nói thành lời. Biết im lặng mãi cũng không tiện, cụ Diệu chỉ ôn tồn nói: đây là ngôi từ đường của dòng họ. Bố con đi mãi, rồi cũng đến lúc phải quay về. Âu cũng là hợp lẽ, bởi lá dụng về cội. Người giúp việc lau dọn được phòng khách sạch sẽ, cô cẩn thận dìu cụ sáng bước ra ngồi, để cô dọn nốt phòng ngủ. Cô dặn dò cẩn thận, nền nhà đang trơn, cụ ngồi nguyên chỗ này cho con nhờ đi lại rồi vấp ngã lại khổ con nếu cụ nghe lời dọn phòng ngủ xong con sẽ cho cụ ăn thêm bữa nữa cụ nhớ chưa cụ sáng gật đầu tỏ ý đã hiểu thật ra cụ tuy có lẫn nhưng tùy lúc bước sang tuổi tám ba cụ đã yếu đi rất nhiều hầu như cụ không nhớ nổi tên các con và cháu mình nhưng lúc minh mẫn Cụ nhớ rất rõ những chuyện ngày xưa Có lẽ người già hay sống bằng hoài niệm là vậy Nhiều đêm không ngủ được Cụ xác nhìn qua cửa sổ phòng ngủ ra ngoài bầu trời đêm Có ánh trăng mờ ảo Cụ như nghe thấy tiếng trống trèo ngày xưa Hồi đó cũng lâu lắm rồi Dễ đến nửa thế kỷ Cụ quên sao được Khi hội làng năm 1963 Lần đầu tiên Cụ được nắm tay cô thôn nữ tên là Diệu Ở thôn thượng Sau này khi đã nên duyên vợ chồng Cụ thoát ly đi công tác Còn vợ mình vẫn ở làng tần tào sớm hôm Làm ruộng Rồi một tay nuôi dạy hai người con gái trưởng thành Cả hai cô con gái hiện đều làm trong ngành ngân hàng giống cụ Cuộc sống dù sung túc Nhưng nhiều lúc cụ cảm thấy trống vắng ở trong lòng Dạo này cụ luôn đau đáu Nhớ về ngôi làng văn xá Nơi có anh em họ mạc và người vợ của mình tháng trước khi phải nhập viện cấp cứu tường mình không qua khỏi nên cụ sáng đã nói như van xin hai người con gái các con hãy đưa bố về làng văn xá nếu có phải đi gặp tổ tiên hãy để bố được chết trong ngôi từ đường của dòng họ cụ sáng ngồi im lặng hồi lâu bất chợt cụ thấy một con bé gái tết nơ hồng tiến đến gần nơi cụ ngồi bé gái xinh xắn bụ bẫm dễ thương giống con gái cụ ngày xưa. Vốn là người yêu quý trẻ con, nên cụ đưa cho bé gái một chiếc bánh, rồi âu yếm hỏi, cháu ăn bánh cho đỡ đói. Con cái nhà ai mà đi lung tung thế này? Khéo lại bị mẹ mình bắt thì sao? Mua bánh giỏ cho bố mình ăn sáng. Lúc vừa bước vào phòng khách, cô hậu thấy bố mình đưa chiếc dép rồi mời ăn. Cô liền đưa tay cầm chiếc dép cất đi rồi nói to vào đôi tay ngẫy ngãng của bố mình. Còn mua đồ ăn sáng cho ông đây. Mẹ mình nào ở đây giờ này? Rõ khổ, đến con gái mình cũng chả nhận ra nữa. Cụ sáng nhìn chăm chú vào chiếc bánh giò, cụ nuốt nước bọt rồi nói như một đứa trẻ. Em đói quá, cả sáng ngủ dậy chứ được ăn gì lau dọn xong phòng ngủ Người giúp việc vừa bước ra Đã nhìn thấy cụ sáng đứng tần ngần Còn chiếc quần ngủ ướt sũng Cô chỉ biết rên gì Hôm nay mưa phùn gió bấc Nhưng cụ từ sáng Đái ướt mất ba chiếc quần rồi Cứ như thế này Chắc con phải đóng bìm cả ngày cho cụ Hậu bưng đĩa bánh giỏ ra Xúc cho bố mình ăn Cô bần thần nói với người giúp việc Tình hình này Chắc chị cùng chị hiền sẽ thu xếp cho cụ về quê sớm vậy lau lại chỗ nền nhà sũng nước đái người giúp việc bật máy hút bụi để làm sạch luôn tấm thảm trong lúc đó cô hậu ngồi bón từng thìa bánh giò cho bố vốn là người cẩn thận nên cô cho bố mình ăn một cách chậm rãi lâu lâu lại bón cho cụ thìa nước cụ sáng ngồi ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ chốc chốc cụ lại đưa tay với chiếc khăn buộc quanh cổ để lau miệng đang ăn sáng cụ sáng nhầm tiếng máy hút bụi là tiếng trống trèo ngay trước mặt cụ là hai cô thôn nữ của làng văn xá ngày nào ngắm nhìn khuôn mặt của người thôn nữ trước mặt cụ thàng thốt kêu lên diệu có nhớ anh không gian từ đường họ trần hôm nay đèn bật sáng choang tiếng kinh phật được phát ra từ chiếc đài nhỏ Cọc thêm mùi khói hương khiến không gian như nhúm màu thoát tục đợi người cháu họ bưng mâm đồ cúng bày lên ban thờ lúc này cụ diệu mới ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cặp điểu gõ mó tụng kinh tối qua hai người con gái gọi điện thông báo cho cụ diệu biết sáng nay các con sẽ đưa cụ ông về quê theo ước muốn tụng kinh xong cũng là lúc cụ diệu ngồi tọa thiền tĩnh tâm cụ nhớ lại việc chồng mình đã bỏ quê ra phố từ hai mươi năm trước ngày đó trước khi về hưu cụ sáng được cơ quan phân cho một căn hộ tập thể ngay khu vườn đào gần hồ tây nề chồng nên cụ diệu cũng khăn gói chuyển ra ở cùng tuy nhiên vốn là người hay làm nên ngồi không cụ diệu không chịu được ở nhà tập thể tuy rộng rãi nhưng không có sân để nuôi gà không có vườn để trồng cây ngày ngày cụ diệu chỉ biết nấu ăn rồi đi quanh quẩn trong khu đó ở được trường sáu tháng không chịu được cảnh bí bách nên cụ lại quay về quê để chăm sóc vườn cây và trông nom ngôi từ đường thời gian đầu cụ sáng cũng chịu khó về quê nửa tháng một lần sau này việc về quê dần dần thưa thớt rồi chấm dứt hẳn kể cả những dịp lễ tết hay dỗ họ dù đã được thông báo trước nhưng cụ sáng tuy là trường họ cũng không hề có mặt một năm sau cụ diệu được mấy người làng từ hà nội về dì ta cho biết cụ sáng đã rước một người phụ nữ quá chồng về ở cùng cô này cũng chạc tuổi con gái cụ thời gian đầu cụ diệu buồn bã và tự dằn vặt bản thân vì bỏ về quê nên mới để xảy ra cơ sự lâu dần cụ diệu lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống cụ tham gia đội tế lễ ở làng hội múa quạt và nhóm hát trèo cụ diệu lấy những hoạt động đó nhằm khỏa lấp nỗi buồn về chuyện nhân tình thế thái thương mẹ chịu cảnh éo le hai cô con gái là hiền và hậu chia nhau đưa con về thăm cụ thường xuyên hơn chính vì tấm lòng hiếu thảo của con cháu nên cụ diệu thấy sự bình an và thanh thản trong cuộc sống Hình ảnh ông chồng tệ bạc cũng dần chìm vào quên lãng. Thời gian thấm thoát cũng 20 năm trôi qua. Cụ Diệu được con gái cho biết thông tin. Người đàn bà sống già nhân ngãi non vợ chồng với cụ sáng hơn chục năm trời đã dứt áo ra đi. Kể từ ngày đó, ông chồng cụ sống lùi thù một mình trong căn hộ tập thể hai phòng ngủ. Thương bố ốm đau, không người chăm sóc. Hai cô con gái đã thuê người giúp việc cho bố từ trên xe ô tô bước xuống cụ sáng được hai cô con gái dìu hai bên bước vào ngôi từ đường của dòng họ cụ ngước mắt nhìn bức đại tự treo chính giữa gian từ đường với con mắt lạ lẫm và ngạc nhiên cụ sáng quay ra nói với hai người con gái của mình em đói quá vì chưa được ăn gì từ sáng đứng trên hiên nhìn thấy chồng mình đầu tóc bạc phơ còn bị lẫn không nhận ra được ai với ai Cụ Diệu lặng lẽ tiến tới chỗ treo chiếc chuông cổ, rồi thỉnh lên ba tiếng. Cụ muốn kính cáo tổ tiên dòng họ, phù hộ cho vị trường họ lầm đường lạc lối đã quay về. Khi mắt đã mở, chân đã run, cụ sáng bước đến trước bàn thờ. Bất giác, cụ nhớ lại chốn linh thiêng này. Mọi người thấy cụ ngước đôi mắt mờ đục của mình nhìn bát hương một cách chăm chú. Cụ Diệu châm một nén nhang, đưa cho chồng. Cụ sáng run run cắm nén nhang vào bát hương rồi cúi đầu thật thấp. Về quê được vài tháng, có lẽ do khí hậu trong lành nên cụ sáng khỏe ra. Có nhiều lúc cụ nhớ và gọi được tên mọi người. Chỉ duy nhất, việc cụ bỏ quê 20 năm không quay về. Nếu hỏi đến, cụ lắc đầu không nhớ. Người ta hay nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông, quà không sai. Mặc dù có người giúp việc, nhưng cụ Diệu vẫn muốn tự tay đút cho chồng ăn hàng ngày. Thực ăn và cơm, sau khi được nấu chín, cụ Diệu cho vào máy xay để xay thật nhuyễn. Cụ đổ chỗ thức ăn đã sền sệt như cháo vào chiếc song inox, rồi quấy đều tay thêm lần nữa. Cụ sáng, giờ đây khác nào một đứa trẻ lên ba. Nhiều lúc ăn, rồi lại khóc đòi ăn nữa, vì cho rằng mình chưa ăn. Có khi đang ngồi được cụ Diệu xúc cho ăn, nhưng vẫn đái ướt xuống cả chiếu, vẫn không biết. Cụ Diệu quên hết chuyện phụ bạc khi xưa cụ chăm chồng với tất cả tình thương xen lẫn sự xót xa những lúc cụ sáng có vẻ tỉnh táo cụ diệu lại bật kinh phật để chồng mình cũng tìm được sự an yên trong tâm hồn gặp những ngày nắng ấm cụ diệu cùng người giúp việc dìu cụ sáng ra sân ngồi sưởi nắng những lúc như vậy cụ diệu tự tay cắt móng chân móng tay cho chồng thì thoảng cụ lại nhờ người cháu họ chạy sang cắt tóc cạo râu cho ông cụ nhiều khi cụ Diệu cùng người giúp việc tắm rửa sạch sẽ cho cụ sáng xong, cụ ghé sát tai của ông hỏi to. Hôm nay nhìn ông sạch sẽ bảnh bao lắm, vậy ông có ra ngoài Hà Nội chơi với con cháu không? Cụ sáng lắc đầu, nói như muốn khóc. Em không đi đâu hết, ra ngoài đó, nhớ bị mẹ mình bắt thì chết. Đúng ngày rằm tháng 8, khi mọi nhà đang chuẩn bị bày cỗ trông trăng cho con trẻ Khắp đường làng vang lên tiếng trống đại dồn dập Của mấy cậu thanh niên đang tập múa lân cho buổi diễn tối nay Trái ngược với sự náo nhiệt đó Tại ngôi từ đường không khí có phần trầm lắng khác thường Suốt một tuần qua Cụ sáng đã yếu đi trông thấy Cụ không nói cũng không ăn được gì Nhiều lúc cụ rơi vào trạng thái vô thức Còn mạch đập yếu dần Biết cụ khó qua khỏi nên con cháu đã về tụ họp đông đủ với vẻ mặt đau buồn. Lúc này cụ rượu bưng bát canh sâm, cố dỗ dành cụ ông hút vài thìa. Cụ sáng nửa tỉnh nửa mê, nằm thiêm thiếp được một lúc. Hình như tiếng trống treo từ đâu vọng lại khiến cụ mở mắt. Cụ nhận biết và gọi đúng tên từng người đang vây quanh chiếc sập cụ. Nhìn thấy người vợ tào khang của mình, cố dồn chốt sức tàn Cụ sáng nắm bàn tay cụ rượu rồi khóc và thều thào nói một cách ngắt quãng. Bà, hãy tha lỗi cho tôi nhé. Tôi ân hận vô cùng. Cụ rượu cúi xuống, nói nhỏ với cụ ông. Tôi tha lỗi cho ông từ lâu rồi. Hai mái đầu bạc hai mái đầu bạc trắng trụm vào nhau bàn tay cụ diệu nắm chặt tay của cụ ông không nỡ buông dường như cụ muốn ù ấm cho bàn tay đang bắt đầu lạnh giá của chồng chính trong giây phút này cụ diệu nhớ lại cảm giác khi hai bàn tay tìm đến nhau ở hội làng năm nào người con gái lớn của cụ diệu gạt nước mắt cô gỡ tay mẹ mình rồi nói vậy là bố đã ra đi thanh thản thôi mẹ buông tay để bố sớm được siêu thoát cụ diệu nhìn khuôn mặt cụ ông rồi ngước lên ban thờ phật như cầu xin điều gì lúc được hai người con gái dìu ra ghế cụ diệu nói nhỏ tây phương cực lạc bây giờ chính là nhà của bố các con a di đà phật